Майны Мактаал авралгуурын цохогт. Авралгуурын цохогтоо алсалуу байталварч ара хурмаг үгээр амтан бүхэндээ нэтгэлтэй. Ом маны багмай хом, ом маны багмай хом, ом маны багмай хом, ом маны Намо Đạo Phật mời đại chúng nhìn lên bảng thời khóa biểu của mình đó là đúng ra thì chúng ta học ở cái bữa thứ tư tuần rồi, tuần này chúng ta học bù, và cái thứ tư tuần tới đó là chúng ta sẽ có một cái buổi ôn tập về để thi final, nhưng mà thầy lướt qua cái buổi ôn tập đó. Có nghĩa là gì? Ôn tập của thầy chỉ có 3 ý chính thôi. Có nghĩa là cái phần mà giải thích từ ngữ á, thì trong cái thầy giải thích sao á, mình chép lại vậy thôi, đừng có chép râu nọ cắm cầm bà kia, đó là cái điều quan trọng. Cái việc thứ hai là cái phần mà biểu viết lại đại ý á, nếu chúng ta có khả năng tóm tắt được đại ý á, mà nói lên được hết cái trọn vẹn ý nghĩa của cái bài đó, chúng ta tóm tắt. Còn không, thầy tóm tắt rồi, mày cứ viết lại cho thầy đọc. Cái thứ ba, cái phần mà chấm điểm quan trọng nhất, hai phần trên là không quan trọng đâu. Cái phần thứ ba là cái phần mà viết bài văn á, bài luận. Cái phần đó thầy mới đánh giá được là vị hiểu như thế nào. Cho nên ba phần đó là trong cái phần ôn tập. Chính vì vậy mà chúng ta bỏ cái phần ôn tập ở cái tuần sau, thay vào đó sẽ là cái tuần đó sẽ là cái lần thi final. Cho nên quý vị về chuẩn bị tinh thần là tuần sau thi final. Dạ. Dạ. Next Wednesday. Dạ. Thứ tư tuần tới. Quý vị yên tâm, thầy không cho bài khó, học sao thầy cho vậy thôi. Và trong sách có hết rồi, trong tài liệu mà phát quý vị có hết rồi. Chỉ có cái phần thứ cuối cùng á, là cái phần viết bài văn, là cái phần đó thầy cần quý vị động não để viết, để thầy hiểu được quý vị học hiểu đến đâu. Dạ. Cho nên tóm lại là tuần tới nha, quý vị coi đây nè, 11 tây tháng 12 đó, chúng ta sẽ không có học bài ôn tập này, không có mặt buổi này, và thay vào đó sẽ là cái buổi thi final, và thầy sẽ không qua nữa. Dạ. Cho đến ngày 25 tháng 12 là thầy sẽ qua để mà dạy bài mới. Lớp kia cũng vậy luôn. Thầy đang đợi thầy Huyền Châu để confirm là có học hay không. Thầy đâu có thẩm quyền là cho thầy nghỉ không. Dạ. Thầy nghe bên lớp kia nói là thầy giám viện nói không có nghỉ, học luôn. Dạ. Thì cái đó tùy thầy giám viện thôi. Nếu thầy giám viện muốn học thì thầy đi dạy, muốn lớp học thì thầy sẽ tới dạy. Còn quý vị mà số đông, quý vị nói ngày đó con cần phải đi chơi, thì quý vị có ý kiến lên. Dạ. Thì nếu mà thầy Huyền Châu cho nghỉ thì thầy chúng ta sẽ nghỉ ngày đó. Hả? Dạ. Thì chính vì vậy cho nên thầy mới đợi thầy Huyền Châu nè. Thầy Huyền Châu có cho thầy nghỉ hay không? Dạ. Cho nên quý vị cố gắng ý kiến này, từ đây nó còn 2-3 tuần nữa lận. Vậy ha, tóm lại cái ngày 25 đó chưa quan trọng, tuần sau chúng ta chuẩn bị tinh thần để làm lễ bài thi final với mới làm lễ, xin lỗi. Sao chị? Dễ lắm. Đúng rồi, thí dụ như thầy trích ra bài kinh 260 mấy, thí dụ vậy,
thì vị hiểu sao bài kinh đó viết thành một bài luận chừng nửa trang thôi, không có cần viết nhiều. Quý vị ở trong lớp này có một hai người học với thầy mấy lần rồi đó, dạ thì dễ lắm, không có khó. Có nghĩa là thầy muốn quý vị hiểu sao về bài kinh đó, dạ chứ không có gì hết. Dạ dạ dạ, mà thầy thấy cái chương trình lên TV của mình á, quý vị giỏi quá trời. Quý vị tự tóm tắt kinh mà tự nói được thì trong cái bài luận không có khó ha. Dạ như vậy thì cái cách thi của mình là vậy. À, ngày 11 tháng 12 là hai những buổi đó là buổi ôn tập, nhưng mà mình không ôn tập, mình thi luôn. Dạ vì mình học bao nhiêu thì mình thi bấy nhiêu. Không, từ cái lúc hồi mà thi midterm á vừa rồi đó đến sau này chừng khoảng chừng chục bài không tới đâu. Dạ hôm trước mình có thi một giữa khóa một lần rồi phải không ạ? Cái phần trước đó chúng ta không đụng đầy nữa hết, chúng ta chỉ học từ cái phần sau này thôi. Nhớ ha, bài học từ sau cái phần thi midterm thì giữa khóa một trong những bài kinh đó. Dạ và chắc chắn thầy không cho ngoài đề, thầy cho với trong những bài kinh nào mình học mà thôi. Dạ thì thay vì cái buổi ôn tập này, buổi ôn tập thì cũng chỉ nói có ba điều bốn chuyện vậy thôi, cho nên thay vào đó là cái bài thi. Dạ có nghĩa là bữa nay thầy qua nè, rồi từ sau thầy hỏi qua nữa, thầy chỉ gửi bài thôi ha. Dạ có câu hỏi không? Buổi học từ ngày 25 tháng 9 cho trở về sau chưa có, là do lỗi bên ban truyền thông, thầy đã gửi hôm bữa thầy gửi rồi mà. Dạ bài hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh 243 là thiêu nhiệt. Quý vị nào có cái sách á, vì mở trang mở bài kinh 243 coi trang mấy. Dạ bài kinh này có cái tựa là thiêu nhiệt. Thiêu là gì quý vị? Thiêu là đốt, nhiệt là nóng. Dạ, tức là người ta đang bị cái nóng thiêu đốt trong cái gì? Trong năm cái cảm thọ, trong năm cái cảm giác. Dạ, bài kinh này chúng ta vừa đọc với phần kinh văn, lược giải từ ngữ thì không có từ khó lắm. Nếu vị thấy từ nào khó thì vị ghi lại để thầy chú thích, còn không thì thôi. Tổng quan, thầy xin lỗi vị, đi về nó bệnh nói chuyện không ra hơi. Tổng quan thì bài kinh này người giảng là Đức Phật, đối tượng là các tỳ kheo, địa điểm là giảng đường Trùng Cát ở thành Tỳ Gia Ly. Nội dung gồm có hai phần. Phần một mà Đức Phật ở giảng đường Trùng Cát, bây giờ Đức Phật gọi các tỳ kheo và bảo tỳ kheo rằng là tỳ kheo ở phàm phu ngu si không học thì thà dùng lửa để nấu chảy đồng sôi đem thiêu đốt con mắt của mình, khiến cho nó cháy thiêu, không để cho nhãn thức chấp vào sắc tướng. Chúng ta nghe cái này nó có quá đáng lắm không ạ? Dạ thưa không đâu ạ. Đức Phật nói cái gì nó cũng đều có. Ví dụ như trong Đức Phật dạy rằng là rượu nó còn độc hơn thuốc độc, nhưng nếu mấy anh uống rượu, mấy anh thấy rượu nó không có độc, mấy anh thấy rượu nó ngon, phải không ạ? Nhưng mà với Đức Phật là người nhìn thấy rõ được cái kết quả của cái việc đó, cho nên Đức Phật mới nói. Còn chúng sanh là cái người mà không nhìn thấy kết quả, chỉ nhìn thấy cái hiện tại. Cho nên ta hay nghe trong kinh nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, là Bồ Tát thấy cái nhân là đã sợ trước rồi, còn chúng sanh thì để trổ quả thì mới sợ. Cho nên ở nơi đây Đức Phật nói rằng là thà dùng cái cây sắt nóng mà chọc hỏng con mắt mình đi, chứ đừng để con mắt mình nó chạy theo cái nhãn thức, nhãn trần. Ví dụ bây giờ tại sao mà Đức Phật lại nói cái đó? Nếu với một người mà không bị những cái cuốn hút của nhãn trần thì Đức Phật không nói điều này. Còn đối với đa số phàm phu là đều bị cuốn hút theo những cái vật mà mình nhìn. Ví dụ mình nhìn cái này thì mình thấy nó đẹp, cái này có lẽ nó không có minh họa được. Chúng ta thử đi shopping đi, chúng ta thấy có những cái vật mà nó cả mắc cả hơn cả ngàn, nó đập vào mắt mình. Nó làm gì mình? Nó làm cho mình cuốn hút, mình chạy theo. Khi mình chạy theo thì mình làm gì? Mình phải khổ vì nó. Thì Đức Phật nói thà rằng ta chọc khủng mắt, chứ ta đừng để chạy theo. Cái đó chỉ là một cái món vật thôi. Còn có nhiều cái khác. Sắc đẹp của đàn ông, đàn bà, chúng ta thấy sắc đẹp của đối phương, chúng ta không có kiềm chế được con mắt mình, chúng ta chạy theo đó, chúng ta làm gì?
sanh tâm muốn cướp người đó về cho mình, mặc dù người ta có vợ có chồng, mặc dù mình có vợ có chồng, có phải là cái khổ kéo theo sao không ạ? Cái nơi đây là cái mà Đức Phật muốn nói, cái nơi đây là cái mà trong bài kinh muốn nói. Có nghĩa là thà rằng nhắm con mắt lại, thà rằng chọc hổng con mắt, chứ đừng để con mắt nó chạy theo cái đó, nó sẽ làm khổ dài dài, nhiều đời, nhiều kiếp trong luân hồi sanh tử. Như vậy hiểu không ạ? Thế tại sao nói Đức Phật lại dùng cái ví dụ mà sao nó đau đớn vậy? Không hề đau đớn thế nào. Dạ, người có trí nhìn vô, thà rằng ta nhắm mắt, thà rằng ta chọc hổng con mắt, chứ đừng để con mắt chúng ta chạy theo sắc trần, sắc trần. Như vậy ha. Dạ, chỉ có một cái thôi, một cái con mắt thì chúng ta đủ hiểu năm cái còn lại. Dạ, kinh thì dài lắm, nhưng thầy tóm gọn vì để dễ hiểu hơn. Dạ. Tiếp tục, thà dùng lửa nấu chảy đồng sôi thiêu đốt con mắt mình, khiến cho nó cháy thiêu, chứ không để cho nhãn thức chấp vào sắc tướng theo hình đất tốt đẹp. Vì sao chấp vào sắc tướng hình ảnh tốt đẹp nên bị rơi vào đường ác, như hòn sắt bị chìm. Và khi chúng ta bị chấp chặt rồi đó, thì giống như hòn sắt, hòn đá bỏ xuống nước sẽ bị chìm. Rõ ràng là như vậy, chúng ta bị chấp vào cái sắc tướng đó nên chúng ta còn ngồi đây, chúng ta đang chìm. Nhưng mà vừa may mắn chúng ta được gặp kinh Đức Phật dạy, chúng ta bớt lại, chúng ta chưa có hoàn toàn là bớt hết đâu. Chúng ta còn bớt hết thì chúng ta không ngồi đây, không nói chuyện với nhau. Dạ, tất cả chúng ta đều bị nhấn chìm, nhưng chúng ta may mắn được gặp được chánh pháp, chúng ta bớt lại. Và chúng ta bớt lại thì hòn đá chúng ta bớt chìm, giống như một cái tàu mà đè nặng quá thì nó sẽ gần như chìm. Chúng ta nhận được, chúng ta bỏ bớt xuống, không có chấp vào sắc nữa. Rồi phàm phu ngu si, thà nung đỏ dùi sắc, dùi vào lỗ tai mình cũng như sắc vậy thôi. Chúng ta nói một cái để chúng ta hiểu năm cái còn lại. Lỗ tai của chúng ta luôn luôn nghe những cái tiếng khen, còn những cái tiếng mà nói thật, ví dụ nói giờ mày dở quá, mình nghe tự nhiên phừng phừng nổi sân lên. Nhưng mà thế Khổng Tử nói sao? Ai chê ta, người đó thầy ta phải mà. Người ta chê thì mình mới có cơ hội mình sửa sai. Nhưng mà phàm phu ít có chịu chấp nhận đó. Phàm phu luôn luôn anh tốt, anh là number one, anh là tuyệt vời, lúc đó nghe sẽ khoái. Nhưng biết đâu, chúng ta biết trong quá khứ đã nhiều người dùng cái sự nịnh hót của mình để cuối cùng đưa mình đi vào gì? Đưa mình đi vào vực thẳm. Và đó là đức ý nghĩa mà hà là mình dùi lỗ tai mình để đừng chạy theo sắc tướng âm thanh. Quá khứ cũng nhiều, hiện tại cũng nhiều và tương lai cũng nhiều. Rồi cho đến lỗ tai, rồi lỗ mũi, rồi cái miệng, cái lưỡi, rồi cho đến thân xúc chạm. Tất cả năm cái này nó đều đưa chúng ta đi vào cái sự mê đắm. Khi mê đắm thì nó chẳng khác nào hòn đá đã rơi xuống nước rồi. Muốn tìm một ngày để mà đem hòn đá lên rất là khó. Tại sao? Chúng ta đắm chìm không có ngày gỡ ra. Chúng ta may mắn, chúng ta gặp Phật Pháp, chúng ta tìm cách gỡ, chúng ta tìm cách xả bỏ bớt. Nó là như vậy, ý nghĩa của bài kinh này. Đó là phần thứ nhất. Đức Phật dạy rằng là thà hủy hoại năm cái phần mà nhà ngũ căn của mình để không chấp vào ngũ trần, để cho bớt khổ. Vì khi chấp vào đó, chúng ta sẽ bị như hòn đá chìm xuống. Phần thứ hai Đức Phật dạy trong bài kinh này là ham ngủ là sinh hoạt của người ngu. Chúng ta có mà. Dạ, chúng ta nếu mà biết rồi, chúng ta bớt ngủ chút xíu. Tại vì ngủ nhiều nó mất dấu. Mình nói ngủ nhiều mất dấu là người ta biết rồi. Còn mình nói cái chữ ngu nó hoạch tẹt ra quá. Ngủ nhiều nó mất dấu hỏi. Dạ, hiểu không? Dạ, ngủ nhiều là mất dấu. Ham ngủ là sinh hoạt của người ngu, là mạng sống của người không có phước. Dạ, đây mới nói có một vế thôi. Nó là người ngu, là người ham ngủ. Dạ, tiếp theo Đức Phật dạy, nhưng mà thà ham ngủ còn hơn tỉnh giấc để mà chạy theo những cái mà đam mê sắc tướng. Nơi cái phần thứ hai này Đức Phật dạy như vậy, là ham ngủ là sinh hoạt người ngu, là mạng sống của người không có lợi ích. Nhưng này các tỳ kheo, thà nên mê ngủ còn hơn là đối với sắc kia mà khởi lên ý tưởng tỉnh giấc. Dạ, nếu khởi lên tỉnh giấc, ắt sẽ sanh ra phiền trượt, tranh tụng,
khiến cho mọi người đưa đến việc làm phi nghĩa, không mang lại lợi ích an lạc cho trời và người. Rõ ràng là như vậy thưa đại chúng. Dạ, ở cái phần số 2 này có hai vế. Vế thứ trước là ngủ, ham ngủ là cái sinh hoạt của người tầm thường lắm. Nhưng mà thà rằng tầm thường còn hơn là cái người mà thức dậy để đi phá hoại hàng xóm. Cái câu này ý là vậy. Thà là ngủ ở nhà đi, giống như mình xỉn vậy đó. Thà là xỉn vô ngủ còn hơn đi phá hoại. Thì ở đây là gì? Thà là chúng ta ngủ luôn còn hơn là để cho năm căn mà tiếp xúc với năm trần rồi chạy theo. Tại sao mà gọi là đó là việc làm phi nghĩa? Tại vì nó trong đó có sự tham dục thì nó là phi nghĩa rồi. Vì tham dục cho nên chúng ta mới chạy theo dụ dỗ người đó, mặc dù chúng ta có gia đình. Vì tham dục cho nên chúng ta mới chạy theo vật chất đua đòi để cho bằng người bằng ta. Rồi thế nào nữa? Rồi từ cái đó đưa đến tranh tụng. Tại sao? Tại vì mình muốn cái này của mình. Thí dụ như người đó mà mình muốn thuộc về mình mà cũng có một người khác sở hữu nữa thì có phải sanh ra tranh tụng không ạ? Tranh tụng có thể đi đến còn nặng hơn nữa. Và đó Đức Phật dạy không mang lại lợi ích cho đời này, cho trời không mang lại lợi ích hết. Vậy thà là ngủ luôn đi. Dạ, ngủ luôn nó còn không có hại ai, chỉ hại cái đời ngu của mình thôi. Dạ, còn thức dậy mà làm chuyện bậy bạ thì nó lại hại cho cả cộng đồng, hại cho cả những người xung quanh. Đó là thứ hai. Thứ hai như vậy ha. Đức Phật dạy thà là nung đỏ cái hương sắc, cũng cái vế thứ ba, thà nung đỏ cái hương sắc để mà hủy hoại năm cái căn đó còn hơn là làm những điều mà không có lợi ích. Phần thứ ba là đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với mắt sanh ra nhàm tởm, đối với nhãn thức, nhãn xúc, cảm họ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, đối với chúng sanh ưa nhàm tởm, do nhàm tởm nên không yêu thích, vì không yêu thích nên giải thoát tri kiến, biết rằng ta sự sanh đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong. Cái phần thứ ba này không phải dành cho chúng ta, vì phần thứ ba này dành cho những người nào thực sự giác ngộ. Chúng ta nếu mà chúng ta thực sự giác ngộ, chúng ta vào phần thứ ba này, phải không ạ? Vì đối với người nào mà đối với sắc mà nhìn sanh ra nhàm tởm thì người đó mới là giác ngộ. Còn chúng ta nhìn hình như không có nhàm, mà chúng ta thấy càng bám víu thêm, phải không ạ? Thử hỏi coi ngày mai đi ra đường thấy có một cái model mới của chiếc xe coi có thích không ạ? Chắc chắn là thích. Cái gì cũng vậy hết. Mọi thứ trong cuộc đời này Đức Phật nói không có sai vì dạ. Tại vì chúng ta nghe, nhiều khi chúng ta nghe lại chúng ta thấy nó vậy á, chúng ta tưởng tượng đó, nghĩ sau lại hình như mình dính hết. Dạ. May chăng là chúng ta những người nào thức tỉnh, dạ, trong năm cái đó, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi đều bị dính hết. Chúng ta thử đi ăn nhà hàng, ai nấu cái món nó dở ra, đem ra này, nó chết với mình không? Dở quá, thà tôi ở nhà tôi nấu còn sướng hơn không? Mình thí dụ ví von vậy thôi, trong đó đều bị dính hết, phải không ạ? Cho nên đối với người thánh đệ tử đa văn là nhàm chán, không để cái đó lôi cuốn và không bị những cái cảm giác cảm thọ tốt, cảm thọ lạc, cảm thọ vui, thọ khổ gì mà làm chi phối mình. Từ đó, từ sự nhàm tởm đó sanh ra chấm dứt, gặp cũng như không gặp, đối diện với sắc cũng như không. Giờ thấy cái này nó đẹp quá nhưng mà đối với tôi nó không thành vấn đề, vì tôi không bám víu vào nó. Nó chỉ làm đẹp cho trong cái buổi học này thôi. Chứ nếu tôi bám víu nó chút là mình đi ra lớp mình sẽ bưng nó theo đem về, phải không ạ? Nó là như vậy. Nếu chúng ta như vậy thì không có khổ. Dạ, chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi shopping chúng ta thấy ồ nó vượt cái túi tiền của mình, thôi để lại ai có tiền mua. Chứ mình về nhà mà mình còn suy nghĩ vẩn vơ, còn tiếc nuối nó thì chắc chắn nó sẽ khổ. Thì đối với người thánh đệ tử đa văn hiểu rõ như vậy, nhàm chán, hiểu rõ là sau khi mà lấy nó về cho mình rồi nó còn khổ đau thêm nữa, và nhiều cái dẫn chứng sau đó, tiếp theo sau đó, và có thể không những kiếp này mà còn liên lụy nhiều kiếp về sau trong đời tương lai nữa. Cho nên người đệ tử Phật hiểu rõ nhàm tởm và không bị vướng mắc thì đó mới gọi là sự sanh đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, đón tai mũi lưỡi thân ý là cũng như vậy. Cho nên quý vị hiểu ha,
Thầy phân tích ra ba phần rất rõ. Phần đầu là thà rằng là hủy hoại năm cái phần nhãn nhĩ tỷ của mình để không bị đắm chìm. Phần thứ hai là thà ngủ luôn. Phần thứ hai là tham ngủ, là cái phần của người ngu, thà là ngủ luôn để khỏi bị tranh tụng, khỏi bị làm nhục phi nghĩa. Phần thứ ba là người đệ tử Phật là hiểu rõ như vậy. Nếu chúng ta nhàm chán dừng lại được thì chúng ta đệ tử Phật không có chỉ cho bất cứ ai hết. Không chỉ ai ngồi đây, ai ngồi kia, bất cứ ai đều có cảm giác nhàm chán và không bị lôi cuốn thì người đó đều là đệ tử Thánh Đa Văn. Cho nên chúng ta thấy Thánh Đa Văn không phải là dành cho bất cứ người nào. Chúng ta có phần trong đó do vì chúng ta không muốn tham dự. Cũng giống như Bồ Tát hay Phật, chúng ta đều có phần hết. Nhưng mà do chúng ta không thích tham dự cái phần Phật, chúng ta thích tham dự cái phần chúng sanh hơn. Cho nên chúng ta mãi mãi là chúng sanh, quý vị hiểu không ạ? Đấy, bài kinh này dạy rằng sự cố chấp của nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức thân ấy do chạy theo sắc thanh hương là cái tác hại rất lớn. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào đường ác như hòn sắt bị chìm. Thà như người ngu mê ngủ còn hơn là tỉnh giấc đối với năm trần kia mà khởi lên cố chấp đưa đến phiền trượt tranh tụng không lợi. Người tu quán sát như vậy, năm trần là vô thường, hữu vi, là pháp tâm duyên sanh, quán sát như vậy sanh ra nhàm chán không yêu thích. Vì không yêu thích nên được giải thoát không còn tái sanh. Bài kinh rất là dài, thầy tóm tắt lại từng phần, cuối cùng lại là cái phần mà đại ý rất là ngắn gọn. Cho nên quý vị muốn hiểu rõ thì quý vị đọc cái phần này trước, sau khi quý vị đọc lại bài kinh thì sẽ siêu rõ hơn. Rồi chúng ta qua phần thứ tư là áp dụng trong đời sống hàng ngày. Dạ, rõ ràng áp dụng trong đời sống hàng ngày giống như nãy thầy nói là quý vị có thể không chạy theo năm cái điều này, đó là người giác ngộ. Rồi câu hỏi ôn tập là câu hỏi để review lại toàn bài kinh. Chúng ta qua bài kinh cái tiếp theo là kinh 264 điều phục. Dạ, quý vị mở trang số mấy đọc này? Kinh 264 điều phục. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn cách Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: đối với sáu căn này mà không điều phục, không đóng kính, không thủ hộ, không chết trì, không tu tập, đời vị lai sẽ chịu quả báo khổ. Sáu căn là những gì? Nhãn căn không điều phục, không đóng kính, không thủ hộ, không chấp trì, không tu tập, ở đời vị lai sẽ chịu báo khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Phàm phu ngu si không học, khi mắt thấy sắc, chấp thủ tướng chung, chấp thủ tướng riêng, bất kể nhãn căn hướng đến nơi nào đều an trú với bất luật nghi, được chấp thọ. Các ác pháp bất thiện tham ái của thế gian lọt vào tâm. Những điều như thế đều do không thể chấp trì luật nghi, phòng hộ nhãn. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Như thế, đối với sáu căn không điều phục, không đóng kính, không giữ gìn, không chấp trì, không tu tập, ở đời vị lai sẽ chịu quả báo khổ. Thế nào là sáu căn khéo điều phục, khéo đóng kính, khéo giữ gìn, khéo chấp trì, khéo tu tập, ở đời vị lai sẽ được an vui? Đa Văn Thánh Đệ Tử, khi mắt thấy sắc, không chấp thủ tướng chung, không chấp thủ tướng riêng, bất kể nhãn căn hướng đến nơi nào, vẫn thường an trú với luật nghi. Những pháp ác bất thiện tham ái ở thế gian không lọt vào tâm, có thể sanh ra các luật nghi, khéo thủ hộ nhãn căn. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là sáu căn khéo điều phục, khéo đóng kính, khéo giữ gìn, khéo chấp trì, khéo tu tập, ở đời vị lai sẽ được an vui. Đức Phật liền nói bài kệ: nơi giáo xuất nhập xứ, sống với không luật nghi, những tỳ kheo như vậy mãi mãi chịu khổ lớn. Đối với các luật nghi, luôn tinh cần tu tập, chánh tính tâm không hai, các lậu chẳng vào tâm. Mắt thấy những sắc kia, vừa ý không vừa ý, vừa ý không sanh muốn, không vừa ý chẳng ghét. Tai nghe những âm thanh, khả niệm không khả niệm, khả niệm không ưa lắm, không khả
không khởi ác. Mũi ngửi đến các mùi, hoặc thơm, hoặc là hôi, đối thơm, hôi bình đẳng. Không muốn cũng không trái. Đối các vị để ăn, chúng cũng có ngon dở, vị ngon không khởi than, vị dở không kén giọng. Thân xúc tạo vui sướng mà chẳng sanh buông lung. Xúc giảm vị khổ đau, không sanh tưởng oán ghét, khổ vui đều buông hết. Chưa diệt khiến cho diệt, phải quán sát tâm ý, các tướng kia, giả dối mà phân biệt, dục tham càng rộng lớn, giác ngộ các ác kia, an trú tâm lìa dục, khéo nhiếp sáu căn này, sáu cảnh xúc không động, dẹp sạch các ma oán, vượt qua bờ sống chết. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều của Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụ hành. Rồi thì đi nghe rõ mà. Bài kinh này cũng rất là hay. Bài kinh này là kế tiếp theo bổ sung đến bài kinh trước mà mình học. Quyền rõ từng chữ không ạ? Rất rất là hay, rất là thực tế trong đời sống này. Nhiều khi các thầy phải đọc lại những bài kinh này để tự điều chỉnh mình, tự trấn an mình. Dạ. Thì bài kinh này bài kinh 264 điều phục. Bài kinh này có từ ngữ nào khó hiểu mà quý vị cái nào khó thì quý vị ghi lại ha. Dạ. Phân tích tổng quan thì người giảng là Đức Phật và các vị tỳ kheo là đối tượng để nghe. Địa điểm là ở Tinh Xá Kỳ Viên, Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Bài này cũng có 3 phần. Phần 1 thì Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên mà nói với tỳ kheo đối với 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mà không điều phục, không đóng kính, không phòng hộ, không chấp trì, không lưu tập thì đời vị lai sẽ bị quả báo, rõ ràng là như vậy. Nếu chúng ta không biết phòng hộ, chúng ta không biết control, không biết điều chỉnh, không biết làm chủ thì rõ ràng chúng ta cứ chạy theo nó và bị nó lôi cuốn. Hôm trước chúng ta có cái từ gì bọc lưu á, tức là chúng ta bị rơi vào dòng nước lớn để mà chúng ta không có tránh khỏi. Mình ở đây mình thấy bình thường nha, chứ khi mà chúng ta đụng chuyện chúng ta không có kiểm soát được mình thì nó là cái lôi kéo mình trong 6 căn. Dạ. Từ mắt cho đến ý, hồi nãy là nói 5, cái bài kinh kia là nói 5 thôi, chưa có phần ý. Bài kinh này thêm một phần nữa là nói ý. Thì phàm phu ngu si không học, khi mắt thấy sắc chấp vào tướng chung, tướng riêng. Tướng chung là chấp về đó, tướng riêng là từng phần là đều chấp hết. Dạ. Chấp tướng chung bất kể nhãn căn hướng nơi nào đều an trụ bất lực nghi được chấp thọ. Có nghĩa là không có chấp theo lực nghi hướng đến tâm chỗ nào thì trụ dính luôn chỗ đó. Có nghĩa là không có dùng giới lực để mà hạn chế mình thì khi mà chúng ta nhìn vào bất cứ cái nào chúng ta cũng cảm thấy thích thú và lôi cuốn mình ở đó hết. Dạ. Rồi các ác lúc đó thì các ác pháp bất thiện tham ái của thế gian lọt vào tâm. Những điều đó do không chấp trì lực nghi, không hồng hộ nhãn đối với mắt tai, đối với tai mỗi lượt cũng như vậy. Nơi bài kinh này nhắc nhở chúng ta một lần nữa là chúng ta không có dùng cái giới mà mình thọ, không dùng cái lời khuyên mà Đức Phật đã dạy thì chúng ta dễ dàng bị cuốn theo những cái mà ngũ dục của thế gian. Và khi đó tâm bất thiện hay là tham ái sẽ lọt vào tâm của mình. Pháp bất thiện hay là tham ái sẽ lọt vào tâm của mình. Rõ ràng là vậy, chúng ta không kiểm soát được, chúng ta sẽ khởi lòng tham. Cho nên chúng ta phải phòng hộ sáu căn. Phòng hộ sáu căn là như thế nào? Đức Phật lấy ví dụ một con rùa. Người ta muốn bắt nó, ban đầu người ta đụng cái đầu nó thì nó rút cái đầu nó vô, còn lại hai cái chân, bốn cái chân là cái đuôi, thì người ta đụng tới cái chân nữa thì nó rút hai chân nữa, cuối cùng nó rút hết còn cái đuôi. Thì nó tất cả nó nằm trong một cái mai đó. Con người mình cũng như vậy, muốn cho không bị lôi cuốn, không bị ác ma bắt thì mình phải rút những cái đó vào bên trong. Tuy nhiên rút vào thì mình phải có nghĩa là nhìn vào tự kiểm soát mình, chứ không phải rút vào nằm chỗ đó luôn. Con rùa thì để ví dụ ví von thôi, rùa thì rút lại để nó khỏi đi, nó khỏi bị người ta bắt nó. Còn mình rút lại để mà mình quán xét
rồi mình nhả ra, vì mình sẽ không có bị tham dục chi phối. Phần thứ hai, thế nào là sáu căn khéo điều phục? Đóng kính, khéo giữ gìn, khéo trì, khéo tu tập ở đời vị lai sẽ an vui. Có nghĩa là mình dùng giới luật mình để được thọ và mình không tham, có nghĩa là trì giới và điều phục các căn. Ví dụ bây giờ mình thấy một cục vàng đi, ví dụ vậy, nếu mình không điều phục tâm tham, mình sẽ, ví dụ mình thấy 100 đô la đi, nếu mình rớt xuống, mình không có điều phục tâm tham mình á, mình sẽ lấy chân mình dậm lên, rồi người ta hỏi, nhìn quanh không ai thấy hết, mình đợi người ta đi hết rồi, mình lấy ra, mình lấy 100 nó lên, thì đó là mình không điều phục tâm tham, mình chỉ ví von, ví dụ vậy thôi nha. Có nghĩa trong bất cứ trường hợp nào, nếu mình không có biết dùng giới, thì mình sẽ bị tâm tham khởi lên. Và ở đời vị lai sẽ đau khổ. Vì sao? Vì mình lấy của người ta thì kiếp sau nghiệp báo sẽ trả lại. Con người không thấy được cái phần kiếp sau đó, chỉ thấy kiếp này mình thoải mái dư giả để mình xài thôi, và cái đó đều không tốt. Đa văn thánh đệ tử, khi mắt thấy sắc, không chấp thủ tướng chung tướng riêng, bất kể nhãn căn hướng đến nơi nào, vẫn thường an trú lực nghi. Đối ngược với phàm phu, phàm phu ngu si thì không an trú lực nghi, đối với chỗ nào sắc mắt hướng đến thì bị bám trụ. Còn kẻ đa văn thì không chấp thủ đối với lực nghi và thường an trú. Cho nên những cái pháp ác, pháp bất thiện không có rơi vào tâm của người đa văn thánh đệ tử. Những người như vậy thì gọi là khéo hữu hộ các căn đối với mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý, điềm như vậy luôn. Và phần thứ ba, Đức Phật nói là đại kệ: nơi sáu xúc nhập xứ, sống với không lực nghi, những vị tỳ kheo như vậy mãi mãi chịu khổ lớn. Bài kinh này dạy cho các tỳ kheo, nhưng mà mình cũng học luôn, không phải các tỳ kheo không, bất cứ ai trên đời này không áp dụng lực nghi thì sẽ bị chịu khổ lớn. Đối với các lực nghi, luôn luôn tinh cần tu tập, chánh tính tâm không hai, các lậu chẳng vào tâm. Lậu tức là phiền não, là bất thiện pháp, là những cái gì mà làm cho mình bất an, đó gọi là lậu. Mắt thấy sắc, mắt thấy những sắc kia, vừa ý không vừa ý, vừa ý không sanh muốn, không vừa ý chẳng ghét. Chúng ta nhớ đoạn này, chúng ta có thể học thuộc luôn bài kệ này, chép để đầu giường mỗi tối đi ngủ đọc lại cũng còn thừa nữa. Dạ. Tai nghe những âm thanh, khả niệm không khả niệm. Khả niệm tức là mình thích, không khả niệm là mình không thích. Khả niệm là không ưa đắm, tức là cái dễ nghe mình không ưa đắm. Không khả là không khởi ác, nghe mình không khởi cái tâm mũi ngửi đến các mùi hoặc thơm hoặc là hôi, đối thơm hôi bình đẳng, không muốn cũng không trái, không chống trái. Để đối các vị để ăn cũng có, chúng cũng có ngon dở, vị ngon không thể tham, vị dở không kén chọn. Xét lại mình chút xíu coi có không ạ, cái nào ngon là mình ăn nhiều. Mình biết mà vô buffet nó tội lắm quý vị. Chúng ta đọc cái đoạn này, chúng ta nghĩ vô buffet cái nào ăn, cái nào ngon đó, chúng ta dớ một dĩa thiệt là nhiều vậy. Không phải buffet không, ở chùa cũng vậy. Vì thấy món nào mà dễ ăn á, ta vô ta thấy nhiều lắm. Dạ, còn cái món nào mà khó ăn á, tới chiều cũng còn lại. Cho nên mình hay bị cái đó. Mình thấy rõ ràng mà, nhưng mà miếng ăn một miếng thôi, sao nó qua khỏi cổ họng thì nó sẽ trở thành những cái phần thải ra. Cho nên chúng ta thường hay không nhìn tới cái phần phía sau đâu. Nhìn thấy cái nào, nhiều khi bụng mình không chứa vậy, mà với tâm tham, phải không ạ, vị ngon, có vậy đã làm gì? Làm cho khởi lên tâm tham ăn. Người khác không có ăn, phải không ạ? Chúng ta đi trước, chúng ta lấy hết đồ ngon, người sao không ăn? Điều đó là vậy. Cho nên nơi đây bài kinh này hay và ý nghĩa lắm. Rồi vị dở không kén chọn, thân xúc tạo vui sướng mà chẳng sanh muôn lung, xúc chạm bị khổ đau, không sanh quán ghét. Chúng ta nằm niệm xúc chạm im ái thích, bữa nào mà nằm, bữa nào tới chùa tu tập mà hết chỗ nằm niệm, nằm dưới giường, ô nằm dưới đất mà thấy đau á, chúng ta quán giận, trời tôi ghi tên trước mà tại sao mà giờ này tôi nằm dưới này, thí dụ vậy. Dạ, nhiều lắm. Rồi không sanh tưởng quán ghét, khổ vui đều buông hết, nhớ ha, khổ vui đều buông hết, chưa diệt khiến cho diệt, phải quán sát tâm ý, các tướng kia giả dối mà phân biệt, dục tham càng rộng lớn, giác ngộ các ác kia,
an trú tâm địa dục. Giả dối mà phân biệt thì dục tham càng động lớn, giác ngộ các ác kia an trú tâm địa dục, khéo nhiếp sáu căn này, sáu cảnh xúc không động, dẹp sạch các ma oán, vượt qua bờ sống chết. Bài kệ rất là hay, đi về cố gắng nhớ. Rồi, đại ý của bài kinh này, Đức Phật dạy rằng người tu cần phải điều phục sáu căn, không chấp tướng chung, tướng riêng, luôn giữ gìn giới lực, đã thọ, không để các pháp bất thiện, tham ái của thế gian lọt vào tâm. Ai khéo điều phục, khéo đóng kính, khéo gìn giữ, khéo tu tập ở vị la, đời vị la sẽ an vui. Nếu không như vậy, ở đời vị la sẽ đau khổ. Áp dụng vào đời sống hàng ngày, và áp dụng vào đời sống hàng ngày thì chúng ta thu nhiếp sáu căn, không để bị kéo bởi tham. Rồi câu hỏi ông tập, thế nào là điều phục các căn, thế nào là nếu không điều phục các căn thì ở đời vị lai thế nào? Đó là câu hỏi để review lại bài tập ngày hôm nay. Chúng ta còn một bài nữa nhưng mà chúng ta không có kịp thời gian. Quý vị về đọc thêm cái bài này ha. Cái bài nào mà thầy đã tóm tắt, đã có cái phần mà đại ý rồi, quý vị đọc hết cái phần đó, sau khi đó đọc lại bài kinh chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Và một lần nữa nhắc nhở đại chúng, tuần sau chúng ta sẽ làm lễ làm bài thi final, cứ làm lễ hoài. Dạ rồi, như vậy thì chúng ta sẽ nghỉ bài học ở đây. Dạ, cảm ơn đại chúng, và đại chúng chắp tay hồi hướng. Cùng dân nào.